Vợ chồng miền Tây cũng mến chào đến ông bà cô chú anh chị. Thì bữa nay nên khai trương đặt lập ếch lại cô chú anh chị. Hôm gà cho nên thì cũng có mưa lại nè, cũng được hai đám rồi. Hai đám chung ra đám cũng bự bự á. Đám cũng to, đám mưa cách đây một như hai bữa trước cái gì á. Con đám này nè, nước còn đọng nè. Nước còn đọng đó là nước mưa cô chú anh chị. Mưa cũng lớn. Bữa nay nên đặt đồng này ha. Đồng này thì kêu bằng đồng Vĩnh Hậu. Đồng Vĩnh Hậu nè. Đồng này nên cũng có bắt ếch rồi nè. Mà ếch nhỏ chứ không có bự. Đồng này nên cũng thường đặt lập ếch để được đủ chuột luôn. Mới đây lúa cũng gần chỗ cho người chú anh chị. Lúa cũng chuẩn bị chỗ cho này. Chuẩn bị chỗ bông rồi. Nãy giờ thì nên đặt cũng gần xong rồi, còn đâu có hai cái gì nữa là xong rồi. Đó là mấy cái cống người ta làm lại giờ lên xuống dưới đó đó, nên kiếm chỗ nên đặt ha. Phong cảnh xung quanh nè, lúa đây thì người ta chưa có khui nước cô chú anh chị, bởi vì dưới mương còn nước nhóc kia nè, rồi trên ruộng cũng còn nước nhóc kia luôn, thì nên đặt theo dũng dũng mấy cái chỗ nào mà người ta khui hơi hơi cạn cạn thì nên đặt, còn mấy nào sâu thì thôi, cái gì không biết luôn nên cũng không biết cái gì luôn. Nãy giờ nên thấy có mấy cái gì đây nè, rồi như cái gù phi vậy. Cái gù phi thì phải nè, trong ruộng người ta còn nước không, còn nước không, bởi vì cũng khó đặt. Giờ nên hai cái nên đi kiếm chỗ đặt nè, đặt hai cái nữa cho xong. Rồi thì giờ nên để nên kiếm chỗ nên đặt riết cho xong của chú anh chị. Còn hai cái nè, nên hẹn ông bà cô chú anh chị mình lại ngày sáng mai ha. Sáng mai nên đi thăm cái nên sẽ chia sẻ tiếp đến ông bà cô chú anh chị mình. Vợ chồng nên mến chào đến ông bà cô chú anh chị ngày mới ha. Sáng bắt đầu hai chồng nên đi cuốn cái số lập ếch hôm qua nên đặt hết cô chú anh chị. Cá gì chạy, chạy cá rô phi quá. Số lập ếch hôm qua hai chị nên đặt nè. Giờ này nên mới đi cuốn, nên đi đổ cái hụt nữa, bởi vì đi cuốn trễ. Bên đây người ta chưa xả nước đen cái này. Còn không sao không thấy cho nghỉ. Hả? Ai biết? Cái gì? Con hết có xí à? Có con hết nhỏ hả? Một cái đầu tiên được con nhỏ nên nó qua đây, bên này nên có một cái nữa nè. Đây ruộng chưa xả nước của chú anh chị, chưa xả nước bởi đặt nó cũng hiu, cũng yếu chứ không có nhiều đâu, tại còn nước không à, ếch nó không có gom. Quất. Cái này chất quất luôn. Phong cảnh buổi sáng. Lúa ở đây gần chỗ chứ. Chuẩn bị chỗ. Đây bằng lúa cũng sướng nè, chạy xe vô đó. Chạy xe vô đây à, tới đây à, đâu vô trong được đâu. Thì xe đây lội bộ vô. Hết ta xả nước á, đặt mới im. Còn ta chưa xả nước thì thua, nó cũng có gì mà yếu xìu, tại ếch nó không có gom, nó trong lúa của chú anh chị nó không có gom ra. Đường này là đường ta mới làm, dưới đó là con cái kìa, thấy có nhúc nhích nước thì hơi không biết có gì, thấy có nhúc nhích nước.
này là ta trồng mà trồng cây dĩa của chú anh chị, có hai con ít cơ gọi mà không có bự, hai con ta trồng cây này, ta trồng cây thuốc nam, hai ba con ít nó nhỏ mà vậy, ít cơ gọi mà không có ít bự, chiên bột nhậu luôn. Bên đây nên còn cái nữa. Cái nên đâu nên đặt đâu mục tiêu không biết. À, kìa, cái nên đặt bên đây nè. Không thấy động tĩnh gì hết. Rồi có mà có con cua. Chân quất luôn vậy. À, đây đây. Khô gan nước luôn. Nước nôi khô gan luôn. Rồi không có con gì luôn. Mấy con nhái con xích quá chừng luôn, chật quật rồi. Tình hình này nên thấy không ổn nữa, thấy không mấy gì bóng rồi đó. Này chắc nên đợi người ta xả nước đó. Xả nước ra cái bắt đầu đặt lại mới có lý. Đây nên còn cái nữa. Con cái nên đặt đâu mất tiêu rồi. Ở đây. Khô nước luôn. Qua nên đặt có nồi nước nay khô luôn. Rồi chết quớt luôn của chú anh chị. Không có con gì hết. Cái đầy bọc kín hết luôn, nước nhiều quá. Rồi, có cua, bắt cua đây. Ừ, nấu hai tô, ký cua hai tô cuốn cua. Ếch mà dính cua không? Ừ, mới ngon. Ếch thì dính ếch, ếch dính cua. Dính mới ghê. Núi xanh bát ngát luôn ha. Lúa này chắc 50 gài chắc có chỗ rồi. Thấy không? Hai con. Một ba cát. Cái gôi vừa ăn rồi nó mềm. Lúc lợp rồi, thấy không?
đường chạy. Bỏ đi. Đi xe lọt mương. Đâu mất tiêu luôn rồi. Có không, có không? Ồ. Vậy là trong ruộng có. Cũng được. Có hàng là chịu rồi. Không, bên kia, bên đây nè, có cái được nè. Bên đây nè. Hú hồn. Sao không thấy? Ừ, đuốc trong. Không. Dỡ lên này. Ồ, ừ, có con cũng bự cũng được. Chịu rồi. Có không, có không? Trong ruộng có á chồng ơi. Trong ruộng có ha. Cái này, cái này mà nước chắc. Cái này cũng có chỗ chắc nước nè. Đầu trên nó còn đang bơm, đầu dưới này nó chắc nước nè. Đúng không? Khô. Cái mưa. Đây có cửa ngục nè. Là cửa ngục kia mà bỏ. Rồi có con cua. Hai con cua. Hai vợ chồng con cua. Được hai vợ chồng con cua. Ừ. Nãy giờ mình cũng được mấy con cua á trời. Còn hai cái cuối cùng nữa nha. Có không? Có không? Có. Thấy không? Hai cái cuối cùng. Đâu nữa? Ừ. Quả gió ha. Ồ, nặng nè. Ây da. Nặng. Cái đâu? Cái có cái không? Có cua không? Không cua luôn. Lỗ luôn. Bây giờ về nhà rửa luôn. Về nhà lấy ra. Về nhà bắt vậy. Chồng nó cũng về tới. Rồi dạ, nãy giờ bắt ra cũng xong rồi. Được nhiêu vậy? Nhiều không vậy? Dạ đó nha. Được. Ừ, cũng im bán vậy. Đi. Bán làm gì vậy? Nè. Cũng được 2 ký mấy. À. Ếch không được bự ha. Cái roi mà. Cũng được 2 ký mấy ếch đó cô chú anh chị. Thấy dính hết đất gì cũng đỡ. Cũng được 2 ký ngoài hết. Đó đợi xả nước ra. Xả nước ra đặt mới im. Chứ giờ đặt thì chưa có im gì mấy. Tại giờ còn nước không à. Rồi đợi xả nước ra cái đặt. Canh can, can người ta xả nước. Nay bà xả lên cho ăn món ếch kho tiêu của chú anh chị. Chồng mưa ăn ếch kho tiêu luôn. Này ếch. Mà có này cháo ha. Cháo ếch á. Ếch kho tiêu. Ăn với cái gì à? Cà nướng. Cà nướng. Bà xã lên làm xong rồi. Còn ếch cho sát nước chút đi vậy. Ngon. Cho nó khô 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 chút. Khô nước ngon.
để tiêu vô, để ớt cái cài vô nữa là thôi hết sảy. Để tiêu nhiều lắm đó. Trời mưa mà ăn kiểu này là xong, lên che cái nhà lên bít bụng cái luôn rồi. Tại mưa của chú chị, trời đang mưa, mưa mình thấy cũng lớn á. Giờ đỡ rồi, nãy mưa lớn giờ đỡ rồi, giờ cũng đỡ lại trong chân này, chống chân này nè. Đó. Mưa mưa cái là nó tạt dữ lắm, để nên che lại bít bụng luôn, che xung quanh cái nhà luôn. Rồi, giờ để dọn cơm ra, dọn cơm gan hả cô chú anh chị, thơm phức luôn, quá thơm cái mùi đó bụng quá chừng luôn. Nên mời ông bà cô chú anh chị dùng cơm với chồng ra ha, mời mẹ ăn cơm, cơm trong mưa chứ gì đây. À, không dám mấy mũ vậy, mũ nó tạt gió thổi tạt. Đó ăn tại nướng rồi cũng ngon không? Thì video đến đây nên cũng xin tạm dừng, nên cũng xin hẹn ông bà cô chú anh chị mình lại video sau. Rồi nên chúc cả nhà xem video dễ, bye bye.